Cơ sở chim của mình thì với những con chim như này thì mình có thể hỗ trợ mình bóc vỏ ra. Nếu mà đến ngày 1 2 ngày con chim bị nở, các bạn cầm và chim các bạn ghé vào tai, bao giờ cũng thấy có tiếng loạt xoạt ở trong quả trứng. Đây là những hình khoảnh khắc mà các bạn nuôi chim sinh sản. Các bạn có thể chưa bao giờ dám làm, nhưng mình vẫn làm công việc này thường xuyên. Các bạn biết là cơ sở chim của mình ấp đẻ rất nhiều, nên là cái việc này các bạn cảm giác như là nó không không được ấy lắm, nhưng mà đấy là lại rất tốt cho con chim non. Bởi vì là các bạn nhìn thấy là quả trứng này là do quá trình mình ấp 4 con, nên là nó chật ổ và nó mổ mỏ, cái kiểu nó bị rập ở đây, nên ra là mình phải bóc để cho cái quá trình này nó được thuận lợi. Số điện thoại liên hệ của bên mình chuyên cung cấp chim giống là 0163 5305982. Bạn cảm thấy bình thường thôi, trong cái này thôi, mình bóc xong quả con chim này nó sẽ nở ra và mẹ nó sẽ u. Yên tâm một điều là như vậy. Có những quả trứng nhiều, đây là con chim mà nó nó đang đang gồng mình, nó nở ra bản thân nó lúc nó như đứa trẻ con, lúc này là nó đang muốn cựa để nó ra khỏi cái vỏ trứng, nhưng mà đây nó đang đang mình hiểu là nó đang bị bết. Những cái khu vực mà mình đang bóc đây là nó đã bị róc róc quả trứng ra rồi, còn cái khu ở cái đầu này là nó đang bị bết, nên là mình phải hỗ trợ chỗ được là tốt thôi, không vấn đề gì cả. Nó như như người đỡ đẻ, giác như rất là ghê, nhiều người ghê không dám làm, nhưng mình là công việc bình thường. Chim nó sẽ nở như thế này. Các bạn thân mến, đây là quá trình khoảnh khắc thật là tuyệt vời. Ở bên cơ sở chim mình thì thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, mình cung cấp chim giống đi khắp miền Bắc và khắp đất nước. Mình sẽ cứu mạng con chim này. Nếu như các bạn không bóc, có thể con chim này sẽ bị lắc. Bởi vì các bạn nhìn thấy ở đầu đây nó đã bị rập. Đó. Đó. Đó là thật là tuyệt vời. Alo, cố lên. Thực tế là trong 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 quá trình nở thì cũng chỉ như vậy thế này thôi. Nhưng mà đây là mình muốn con chim này nó không bị ảnh hưởng, thì mình để nó ra này và mẹ nó sẽ làm những cái việc còn lại.
để bây giờ là cái việc lớn nhất là các bạn phải để cho mẹ nó u. Đây là con chim được đầu thai. Các bạn thân mến, xin hãy liên hệ 0163 5305 982 để được mua những con chim giống theo yêu cầu. Thân ái chào tất cả các bạn.
Ok, đã mua mỏ rồi, con này từ giờ đến trưa nữa. Đây, các bạn thân mến, đây